Tin tức thời tiết hôm nay ngày 11 tháng 4 năm 2022, rãnh áp thấp gây gió mạnh sóng lớn ở Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đã ghi nhận một rãnh áp thấp có trục ở khoảng 8-11 độ Vĩ Bắc đang hoạt động trên biển. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên nền ngày và đêm nay, vùng biển phía đông của khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía đông của quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 6-7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Khu vực tại Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23, nhiệt độ cao nhất 27 đến 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Trời nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22, vùng núi có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Trời có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm và đêm trời lạnh. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Trời nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có mưa, sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C, có nơi trên 29 độ C, trời nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc từ 22 đến 24, phía Nam có nơi trên 23 đến 25, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32, có nơi trên 32. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32, có nơi trên 32. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.